là quy trình bắt câm. Đầu tiên là mở chân câm, rồi tiếp theo là xỏ câm. Bước 2 là xỏ câm. Đây là anh thợ đẹp trai, rồi một con câm nữa ba. Em mà em làm cái gì em cũng quay lên mạng mà. Toàn bộ xe em làm em quay lên hết. Làm gì em chờ luôn hả? Đây là bắt sơ bộ. Ngày bữa khác em rảnh cho em bắt sẵn nha, này lay cho anh căng nè. Anh lẹ đúng không? Bắt sẵn lên bắt con anh tháo ra nữa. Ủa dạ? Bắt đúng mấy đúng đường chứ bắt không đúng đâu có đúng đường. Cũng đang như vậy luôn mà không đúng đường. Đó cái chỗ với bà mắc kệ vậy đó. Cái lính nó nhiều lúc nó cũng đang sẵn lên báo ra. Nó cũng thấy mình đang vậy về nó cũng đang sẵn lên mình đúng. Nó phải đúng rồi. Rồi xong lên tháo lên cho nó còn lâu hơn. Thấy vậy chứ đang biết cách đang ngồi không giống ai. Đeo kính vô. Đây ba. Bắt đầu. Bắt cầm 10 phút. Nhìn thì rất dễ nhưng mà rất khó, thấy không? Nhìn thì rất dễ, làm mới thấy được. Đầu tiên là siết nhẹ từng cây, sau đó cho nó cân bằng, sau đó siết từng cây một. Cặp niềng trước, cặp đầm là của đàn vô âm 2.
buổi sáng còn 3 ngày sáng rồi. Phần anh làm hai công chuyện hả, sáng bán sáng, ngày làm xe, tối bán cà phê nữa cho đủ bộ. Ủa, tối bán cà phê không? Phụ thêm quá. Cái cây này rất đặc biệt, một đầu chân trước, một đầu chân sau.